Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Ham vào vạch của mình. Trong cái video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể jailbreak được con iPhone 5C. Con này thì nó đang chạy cái phiên bản iOS 10.3.4 nhé. Bây giờ thì mình sẽ vào cài đặt cho các bạn coi. Đó, rồi mình sẽ vào cái mục là cài đặt chung này. Mình sẽ vào cái mục là giới thiệu này. Đó, các bạn để ý đây, cái phiên bản của nó đang là 10.3.4 này. Để jailbreak được con này thì mình sẽ sử dụng máy tính nhá. Bây giờ các bạn sẽ nhìn trên màn hình máy tính của mình. Đầu tiên thì mình sẽ mở cái trình duyệt là Google Chrome lên này. Sau đó là mình sẽ tải cái ứng dụng đó là Baotun. Mình sẽ gõ vào đây là Baotun nhá. Baotun này. Đó, rồi mình enter để tìm kiếm này. Sau đó là mình sẽ vào ngay cái link đầu tiên này. Rồi các bạn sẽ kéo và bấm cho mình vào là download để tải cái tool này về nhá. Đó, mình chờ một chút này. Ok, đã tải xong rồi, mình sẽ bấm vào để cài đặt nhé. Mình sẽ chọn là Yes này. Ở đây thì mình sẽ bấm vào là Install này. Ok, mình sẽ bấm vào là Launch nhé. Để mình mở cái Baotun này lên luôn. Rồi, hiện lên cái bảng này thì mình sẽ bấm vào là Install Item nhé. Ok, bây giờ mình sẽ bấm vào Next nhé. Mình sẽ cài đặt item này. Mình sẽ bấm vào là Install này. Ok, mình sẽ bấm là vào là Finish nhé. Như vậy là mình đã cài đặt xong item rồi này. Đó, item tự mở lên. Mình sẽ tắt item đi nhé. Mình sẽ tắt item đi này. Rồi bây giờ thì mình sẽ kết nối chiếc iPhone của mình với máy tính bằng chính cái cáp sạc của nó nhé. Một đầu này thì mình sẽ gắn vào máy tính này. Đầu còn lại này thì mình sẽ gắn vào chiếc iPhone này nhé. Ok, mình sẽ bấm vào OK này. Rồi bây giờ thì mình sẽ chọn vào cái mục là đây, vào cái mục là Toolbox này. Rồi mình sẽ bấm vào là Jailbreak. Nhưng mà trước khi các bạn bấm vào Jailbreak thì các bạn chắc chắn là trên máy tính của bạn, các bạn đã tắt phần mềm diệt virus đi rồi nhá. Rồi mình sẽ bấm vào Jailbreak này. Đó, nó đang tải tool Jailbreak về nhá. Rồi các bạn sẽ bấm cho mình vào cái vòng tròn này. Đó. Rồi các bạn sẽ bấm cho mình vào là Start Jailbreak này. Ok, các bạn để ý này, hiện tại thì cái quá trình Jailbreak đã được cài đặt này. Và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục thực hiện ở trên con iPhone này nhá. Rồi mình sẽ bấm vào OK này. Bây giờ thì mình đã không cần đến máy tính nữa rồi nhá. Đó. Đây nhá, các bạn để ý này, trên iPhone của chúng ta thì mình sẽ bấm vào cái dòng chữ này nhá. Rồi mình sẽ bấm vào là tin cậy này. Đó, mình sẽ bấm vào tin cậy này. OK, bây giờ thì mình sẽ chạy cái H3 Leak này lên nhá. Rồi mình sẽ bấm vào là Kickstart này. Ok, điện thoại của mình nó đã khởi động lên này. Đây nhá, các bạn để ý này, CD của mình đã được cài đặt rồi này. Rồi mình sẽ mở CD lên này. Đó, các bạn để ý là bây giờ thì mình sẽ thử tải một cái ứng dụng nhé. Ví dụ như là ứng dụng là Fuza File Manager này. Rồi mình sẽ bấm là cài đặt này. Rồi mình sẽ bấm là xác nhận nhé. Rồi mình sẽ bấm vào trở lại CD này. Đó, các bạn để ý ở đây là mình đã cài đặt được Fuza rồi này. Mình sẽ mở cho bạn coi này. Đó. Ok, như vậy là cái video này mình đã chia sẻ với các bạn cách có thể là jailbreak được con iPhone 5C đang chạy cái phiên bản là iOS 10.3.4 nhé. Và mình sẽ dừng cái video này tại đây. Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình.